tranh thủ nha, tranh thủ lại xuống dưới rửa chén. Yeah. Đó thì Quốc Thuận với Trí Nga muốn gửi tặng cho gia đình một món quà ha. Đợi một chút để coi điều bất ngờ là gì nghe. Đoán đi, đoán đi. Âm đợi, đợi cái gì hết hồn vậy? Đại nghe tóp tóp này hả? Rồi, rồi ha. Hello vợ. Bất ngờ lắm đúng không? Tại vì đây là lần đầu tiên mà anh quay một cái clip như thế này để muốn động viên em. Tại vì hai chồng mình đã quen nhau cũng 8-9 năm rồi. Nhưng mà vừa qua thì hai vợ chồng mình cũng vừa xảy ra một cái biến cố. Đó là thì đã mất hai đứa con rồi. Thôi bây giờ anh biết em cũng buồn. Thì thôi bây giờ thì hôm nay anh làm clip này để nhắn nhủ tới vợ yêu của anh mạnh mẽ lên. Tụi mình còn trẻ mà, em đừng buồn, cố gắng vui vẻ. Tại vì lúc nào bên em cũng có anh hết. Bao nhiêu sóng gió trải qua rồi, không lẽ một biến cố như vậy mà hai vợ chồng mình không vượt qua được đúng không? Em hãy vui lên. Anh hứa sau này anh sẽ là một người chồng tốt. Và sau này mình sẽ có một baby, sẽ là một người cha để có thể cùng em nuôi con khôn lớn. Clip này thì anh bí mật quay đặng giúp cho em có thêm nghị lực phấn đấu cố lên nha. Anh mãi với em. Xúc động lắm. Đúng ra thì rồi nó cũng có mất hai đứa nhỏ. Chia vừa rồi tiếp cho em một cái nguồn năng lượng tích cực. Thì đến với cái chương trình. Lại. Vụ lợi hả? Lợi nó ra. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó tặng vợ nó bông màu gà. Cái bông hoa màu gà của cha. Tặng em. Thì em cũng vừa xem clip đúng không? Thì anh mong em là đừng bao giờ buồn nữa nha. Luôn phải vui vẻ, phải cười nha. Để vợ chồng mình có thể cố gắng phấn đấu tìm một baby cho ông bà ẩm nha. Tặng em nè. Cưng vợ thấy thương khi, quá bây giờ ghi đi, ghi lịch đi, bữa nay đi, khoảng chừng 9 tháng 10 ngày sau nó đẻ đó. Đó là đẻ tới giờ đẻ đó. Đêm nay là vui nè, chắc không chừng là bông gà này hại dữ lắm đó nha. Ủa vậy hả? Cái hương bông bông gà này hít vô là không chừng á. Rồi rất là cảm ơn cả gia đình nha. Có một cái thời gian em tham gia game show, thật sự em rất là hot. Nó mà hot boy trà sữa là ai cũng biết hết trơn. Thì cái thời điểm đó sau khi mà em nổi tiếng về một cái game show như vậy á, thì em về em thấy cái cuộc sống em sao nó có bị thay đổi rồi, con người em nó có như thế nào rồi, xung quanh người dân người ta tiếp xúc với em thì người ta thái độ với em, người ta coi em là một cái người như thế nào? Lúc đó thì hai vợ chồng em cũng không ngờ là được nổi đến như vậy luôn. Nhưng mà em thấy thi xong em bị áp lực dữ lắm chị. Áp lực gì? Ủa là áp lực sao? Em bị kiểu như là cái con người mà em thi ở trên sân khấu á. Xong rồi cái em thi xong xuống em bị cộng đồng mạng đồ á, rồi người ta bảo là để giả tạo, nó không có khờ vậy đâu rồi sao này cái nọ. Nhưng mà thật chất lúc mà em lên thi á là em cũng không biết tại sao con người em lại như vậy nữa. Nó không tới mức độ, tại vì bình thường ở ngoài em đâu có tới mức độ mà phải khờ đến như trên truyền hình đâu. Sau đó em thi xong em ra khoảng 2 năm sau mới hoàn hồn lại. Cái gì? Em mất 2 năm để hoàn hồn về chính mình hả? Em đúng rồi, em sống cứ y chang là nhân vật ở trên truyền hình vậy đó. Y chang là một chàng khờ khờ vậy đó. Hả, em nói chuyện bình thường cái người ta nói thằng này nó giả tạo chứ nó có khờ như trên truyền hình đâu mà nó lên giả bộ khờ khờ. Là em chịu không nổi, cái em lại khờ khờ. Em lại không có đúng như cái con người em hiện tại bây giờ. Sau 2 năm trời em cứ thập thỏm vậy đó. Em không làm được gì hết trơn á. Không làm được gì luôn? Không làm được gì hết. Người ta nổi tiếng thì người ta làm được này làm được kia đúng không? Còn em thì trà sữa thì được một thời gian thôi em cũng dẹp luôn. Em cũng không bán được. Đó.
lại đưa đọc comment, cái nó là buồn tại sao người ta chửi mình vậy đó. Cái em mới nói thôi kệ anh ơi, anh coi như anh chưa thấy đi. Đúng rồi, anh đọc anh tức lắm. Cũng có người lên đồng mạng lên ta chửi vậy, mình thấy mình cũng buồn. Rể mình đi thi vậy rồi có người ta cũng chửi rồi nói này nói nọ, mình cũng buồn chứ. Cái lúc nó khó khăn, nó buồn thì cô thấy cô cũng buồn, nhưng mà cô cũng không biết nói gì hết sao. Cô làm thinh vậy chứ trong bụng cô cũng đau lắm, nhưng mà cô không có nói. Rồi bây giờ thì lại vậy rồi cô mừng. Cô cũng không biết nói gì hết. Em nói thiệt là cũng nhờ cái duyên làm YouTube để gần lại với khán giả. Sau khi em quay cái cảnh cha mẹ em nè ha, là mọi người khán giả thấy là sao cuộc sống dân dã bình thường như thế này nè, là người ta biết được con người của em thật. Là cái hình ảnh em hiện tại bây giờ là được khán giả chấp nhận là một người rất là bình thường. Nên em mới sống lại một lần nữa. Nghe Tần, có điều gì muốn nói với mẹ chồng hay không? Dạ em chỉ muốn nói là em hay la con trai của má. Nhưng mà la vậy em chứ em không có để bụng chứ má đừng buồn em thôi. Cái người ta miền Tây, dạ, ta chân chắc vậy có sao ta nói vậy đó. Còn má thì sao? Má có gì muốn nói là muốn góp ý gì con dâu không? Thì con dâu giờ anh về anh làm mình vừa ý quá rồi, giờ mình cũng đâu có nói gì nó đâu. Không bao giờ mà hai má con mà mẹ chồng nàng dâu mà cãi nhau được hết trơn, tại vì hiểu tính hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần gió lùa qua là biết con dâu mình muốn gì, mà má gió lùa qua là biết má chồng. Mà lỗi nãy nó nói là trời ơi má em thương nhỏ vợ em còn hơn thương con hơn em nữa. Bây giờ là thương hơn em luôn á. Dạ. Với má vợ thì sao? Trời ơi. Bữa nay chương trình xuống là những cái điều mà gia đình em chưa bao giờ mà làm với nhau luôn. Anh biết thật ra như thế này. Có chương trình này là người ta gọi là chương trình cưỡng ép nói ra nhiều điều sự thật mà em đúng không hả? Thì con biết là từ đó giờ chắc mẹ thương tụi con, nhưng mà mẹ không có nói, mà mẹ thường là mẹ làm, mẹ em thì hành động nhiều hơn, làm nhiều hơn là nói. Thì con cũng cảm ơn mẹ đã quan tâm hai vợ chồng con. Con biết là mẹ giúp đỡ tụi con rất là nhiều. Nay thì tụi con cũng làm được rồi, cũng có đồng ra đồng vô rồi. Con sẽ ráng làm để cho sau này có phụ giúp được gì cho mẹ với cha thì con sẽ làm hết sức có thể cho cha mẹ với lại bên mẹ ruột con cũng vậy luôn. Hay, rất hay. Hai người đàn ông á nói nó chuyện rất là thật lòng, rất là thật thà. Đó, rồi, thôi bây giờ nãy giờ chúng ta nói không ai ăn vậy? Ăn quá trời ăn rồi. Mời cả nhà chúng ta ăn một lần nữa cho nó thấy cho nó vui vẻ. Ăn đi, ăn đi, ăn nè. Canh nấu ngon quá. Thiệt á chứ.